Thuốc trị mồ hôi chân của Nhật như thế nào? Nhật Bản là quốc gia được đánh giá rất cao về chất lượng của những sản phẩm mà đất nước sản xuất và thuốc trị hôi chân của Nhật Bản cực kỳ chất lượng và phổ biến được người dân của những nước trên thế giới tin sử dụng. Kem trị hôi chân Ionatrolate xạ dạ cờ dễ ảm là sản phẩm kiểm soát mồ hôi và khử mùi hôi chân số 1 Nhật Bản. Sản phẩm xếp hạng một tạp chí Cosmo 3 năm liên tiếp 2015-2017 do người dùng bầu chọn. Thuốc trị hôi chân của Nhật Bản Ionatrolate xạ dạ cờ dễ ảm hiệu quả như thế nào? Hôi chân là nỗi ám ảnh của nhiều người, khiến bạn vô cùng mất tự tin. Nó thường xảy ra khi thời tiết ẩm ướt hoặc khi hoạt động nhiều dẫn đến đổ mồ hôi chân. Ionatrolate xạ dạ cờ dễ ảm for fit sản phẩm khử mùi hôi chân được ưa chuộng nhất Nhật Bản sẽ giúp bạn xóa tan nỗi ám ảnh đó. Là sản phẩm với dạng kem độc đáo, sở hữu tác dụng kiểm soát mồ hôi và khử trùng mùi hôi chân được thẩm định chất lượng bậc nhất Nhật Bản do người mua bình chọn trong 3 liên tục năm 2015-2017. Không giống như những sản phẩm khử mùi khác, loại thuốc trị hôi chân của Nhật Bản này có thành phần là đá alumphit không, là một loại đá khoáng tình cờ có màu và có mùi, và hydro tờ dọ tỉn mẹ tờ ỉn phẹn nọ. Sản phẩm này sở hữu tác dụng xóa sổ vi khuẩn và tiếp nhận mồ hôi hiệu quả. Một công thức dạng kem độc đáo có chứa bột phấn hấp thụ mồ hôi cho đôi chân khô ráo, tự tin không mùi kể cả khi đi giày cả ngày. Khả năng hấp thụ mồ hôi của Ionatrolate xạ dạ cờ dễ ảm tốt hơn 40% các sản phẩm cùng loại. Hai, kiểm soát mồ hôi, hiệu quả dài lâu, chống ẩm, chống kích ứng và sự không thoải mái gây ra bởi mồ hôi. Ba, cảm giác mịn mượt, không hề dính, không để lại vệt trắng sau khi bôi. Bốn, không sử dụng hương liệu, không gây khô da. Chỉ dẫn dùng, trước khi bôi cần lau khô bàn tay và bàn chân, bôi một lượng vừa đủ để chia đều cho hai chân. Thoa kem đều khắp đôi chân, nên bôi kỹ những kẽ ngón chân vì đây là nơi mồ hôi được tiết ra phổ quát nhất. Chú ý không nên bôi quá đa dạng để hạn chế hoang phí và tạo cảm giác rất dính. Bảng thành phần chi tiết: bơ ăn, y lô cờ rõ tín mẹ tờ ỉn phẹn rõ, ti trí hoa, mẹ thổn, nạ tù dành vitamin E, cờ dịt tổ lại nạ xeo lũ lọ sơ, hệ thỉn hẹ xỉ bạn mi tết, bơ đệ thỉn hẹ sẵn acid gỡ lì tờ dịn, anh nhị rủ xì lỉn xịp acid, bịp dầu cờ dịt tổ lại nạ hoa. Cố lì ạt gì liệp ca xít đạ kỉn, mẹ tờ ỉn phèn mỉn cố lì gì lọ sản, di sật dìn đái mẹ tờ ỉn ảm mò nì ủn hệt tỏ nhải, ạt mì tiệp ca xít nhạc chi, vẹ lộ dìn hệ thở phột phỏ dịp ca xít na, hệ than ổn, xịt lọ vẹn tà xì lọ sản. Thuốc trị hôi chân đông ý lìa ra truyền trần 10. Công dụng điều trị hiệu quả chứng hôi chân khó chịu, thành phân nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, an toàn hiệu quả. Giảm lượng mồ hôi tiết ra, đồng thời kháng khuẩn hiệu quả. Thuốc hiệu quả ngay từ lần đầu tiên sử dụng. Cách sử dụng: một, vệ sinh sạch sẽ, lau khô vùng chân trước khi xịt thuốc. 2, ngày dùng 2 lần sáng và tối. Kiêng kỵ: hạn chế ăn các đồ ăn cay nóng, tiêu, tỏi, hành, ớt trong quá trình chữa trị để đạt hiệu quả tốt nhất. Kết hợp chữa trị: một, đi loại tất thấm hút tốt. Mùa hè cần đi giày có lỗ thoáng hoặc ép. 2, chọn giày dép thoáng khí, chọn vớ bằng chất liệu cô tông để giúp thấm mồ hôi tốt hơn. 3, khi đã mắc bệnh hôi chân cần khám để xác định có phải nấm không rồi mới dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. 4, hàng ngày phải rửa chân từ 2 lần trở lên. Chú ý kỳ cọ sạch các ngón, nhất là các khe ngón chân. Sau khi rửa, phải lau thật khô bằng khăn bông thấm nước, dùng khăn mềm để không làm xây sát da chân. Liệu trình sử dụng: dùng trong 6 đến 8 tuần để đạt hiệu quả tốt nhất, 2-4 lọ, chống chỉ định, không xịt lên vết thương hở. Không được uống. Ưu điểm: an toàn, mùi thơm dễ chịu, trị hôi chân hiệu quả không bị tái phát lại, giảm mồ hôi chân rõ rệt. Nhược điểm: thuốc dùng mau hết. Bảo quản: nơi khô thoáng, tránh xa tầm tay trẻ em. Tham khảo thêm tại đây.